so tim nữa nha. Đó đó, đó. Được rồi, rồi, lên. Ê, ê. Nữa rồi, nữa rồi. Con gì đây? Ê, 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 ê. Trời ơi, trời ơi. Ôi, 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 ôi. Trời hả? Ôi, ôi. Ôi. Này dây ni lông nha cả nhà, chứ không phải dây VE. Cừng lớn mình mới chơi VE. Trời 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 trời. Ôi. Cá. Dính dính cả nhà, trời ơi, chép chép nữa. Chép. Ôi chạy. Ôi chạy quá, chạy quá. Ôi không cần. Ôi ơi, trời trời. Ôi, đứt thẻo cả nhà ơi. Rồi, hello cả nhà nha. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu cả nhà. Thì hôm nay thì Hưng đi vô cái đập cái cô nha cả nhà. Thì cái này hồi đó nó làm cái cống chưa xong, bây giờ đã làm xong rồi. Thì bữa nay Hưng trên đường đi qua đập cái cô thì Hưng phát hiện ra cái này thì nó làm xong rồi, nên Hưng vô câu thử nha cả nhà. Thì bữa nay thì con nước nó chết nước á, nên nó chảy cũng yếu lắm, nên mình câu đài ở ngoài này được. Ở cái cống này mới làm nè cả nhà. Rồi để giờ mình sẽ quay cái cảnh xung quanh tiếng nhà xem nha. Thì cái bãi này thì câu thì cũng ok á, thấy con nước rồi nó cũng đẹp. Giờ ra tranh thủ mình sẽ trộn mồi rồi ra cần mình câu nha. Mình sẽ quay cái quang cảnh xung quanh cho cả nhà xem. Thì mình sẽ ngồi cái bãi này nha cả nhà. Đó, mình đã đánh ra đây. Đây là cút sông xương cá nha cả nhà. Thì cái bên đây là cái đập cây khô nè. Đó, cái này là cái cống mới vừa xây xong nè. Bữa nay thì cũng lần đầu tiên mình mới vô đây luôn, bữa hổm thì làm chưa xong. Bữa nay mình đi ngang thấy xong rồi mình tranh thủ mình ghé vô mình chơi luôn. Đó, bãi này thì cũng rất là đẹp, ngồi bên đây cũng thoải mái. Nhưng mà cái là hơi nắng nha, các bạn đi câu nhớ đem dù theo. Đó, quá trời cái bãi này thì ngon luôn, vừa đánh máy mà vừa đánh cần tay được luôn á. Đánh máy thì mình đánh thẳng ra ngoài này. Ở đây thì khúc này thì trâu chép cha đủ thứ các loại chim luôn, chê. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ mình ra cần đánh nha cả nhà. Rồi mời các bạn cùng theo dõi hành trình câu cá của Hưng nha. Hồ dính cá cả nhà, mà nó dính vô cái góc luôn. Lại dính vô cái gì đó. Bị dướng vô cây, mới vừa giục cục mồi xuống là nó ăn luôn. Ồ cái bọc cả nhà ơi, uổng quá, biết gì nó nãy lôi luôn được rồi. Ồ sảy cá trúng cái bọc, trời ơi uổng. Rồi xuống cần cả nhà. Như đó ôi lên, ôi em mè cả nhà ơi, em đầu tiên nha, con mới nãy vừa xảy rồi. Trời ơi được em mè luôn, ở đây được em mè là ngon. Ý cá ăn nữa, cá nữa, cá nữa. Ý lên lên nữa, ôi chim luôn, hai cần hai con luôn cả nhà, lấy lẻ luôn nha, chưa kịp xuống động luôn. Ôi quá ngon. Ôi em chim nè, quá đã luôn. Ui bãi câu này quá đã nha cả nhà. Rồi làm lia lịa luôn rồi. Rồi bắt đầu mình xuống rộng. Mới vừa giục xuống cái là nó bị một con bự nó dướng vô cái bọc á, sảy. Làm lại lần hai thì nó lên nữa nè. Ôi bãi này rồi quá ngon nha cả nhà. Rồi tranh thủ xuống rộng mình câu nha. Chim nguy hiểm lắm, sợ nó cắn đứt thẻo, tại thẻo này có ni lông. Đây, em mè nè cả nhà.
Hy vọng là bữa nay bội thu nha. Nước bữa nay nó ương ương á, đẹp lắm. Nhưng tranh thủ mình ra ngoài sông mình đánh. Hôm nay cũng hơi may mắn nữa. Vô cái bãi này cá ăn mới vừa xuống tầm là nó ăn đi lịa. Cái mặt nước nó rất là sâu nha, cái khoảng 2 mét mấy nước đó. Mới vừa xuống là nó có hiện tượng ăn nữa nè cả nhà. Bữa nay Sugana nữa là đi quay mà quên đem cái cục sạc, nên mình chỉ chắc cái đoạn nào mà cá ăn mặn á mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái pin thì nó cũng không được cầm nhiều. Ok anh cá nha, lên cái gì vậy mẹ? Đây mẹ nhiều nha cả nhà, đã luôn. Ôi mẹ to nha. Kìa em mè nữa cả nhà, ở đây mè nhiều quá trần. Cầu nãy giờ dính mè với chép với chim. Tiếp tục nha cả nhà. Nước chảy cũng chảy nhiều quá, nhưng mà mình đánh chì đáy phao to xíu thì nghiêng nghiêng mình có thể mình đánh được nha. Thì nước chảy chút xíu nữa là nó sẽ đứng à. Rồi mình tranh thủ mình câu tiếp nha cả nhà. Ôi cả nhà, mới vừa đổi điểm qua bên đây lên con chim luôn cả nhà. Ở đây thì không có quay được nha, tại nó dơ. Đây nè, cái đường đi vô nè, mình tại bên đó nước nó chảy quá mình đổi điểm qua đây. Đây con chim mình mới vừa dính. Nó to à. Mới vừa định lấy hộp cơm cái ăn à, chứ ăn chưa xong nữa. Con chim nó ăn nè cả nhà. Nó to à. Mình câu ở trong cái này, nằm lấy cần câu 3m6 câu ở trong cái bụi dừa nước trong này, không ngờ dính được con chim nha. Nó to nè. Dậy quá. Không biết. Đi một mình khó quay cả nhà. Nuốt vô trong luôn cả nhà ơi. Nè. Chơi trước có 1.5 mà. Nó nuốt tuốt trong luôn rồi. Để mình lấy cái cây gõ mình gõ nha. Chép cả nhà ơi, chép mini. Đây chép mini, bắt đầu cá nó ăn lại nha cả nhà. Giờ bắt đầu nước nó lớn lên nha cả nhà. Bữa nay nó chảy từ từ vô ra, nó không có chênh lệch nhiều lắm. Tại ở đây có cái cống nó xả nước ra, nước hơi chảy mạnh thôi, chứ có ngoài sông nó chảy liu viu. Nó lên tông dữ rồi. Đó nàng rồi đó cả nhà. Đó còn gì đây.
như vậy. Cần ngoài nó không ăn luôn mà. Được ăn 2 cần luôn. Ê, lên, 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 lên. Ê, chép, chép anh ơi. Chép, chép. Chép. Dạ. Đây, chép. Dột, dột đi. Hay à. Ê, ê, ê. Dột. Dột của mình mới nãy mình đạp gãy à. Nên không. Hay à. Hay à. Đây. Một em chép nữa nha. Đây nè cả nhà. Đó. Cũng to nha. Rồi, tranh thủ cá đang ăn. Nè, bây giờ của mình nè. Đạp cái gãy luôn. Rồi, đó. Lên, con gì đây? Đi, con gì bự vậy? Chép đó, 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 chép, chép to, chép to. Ôi, ôi, đã. To quá nhờ ơi. Ôi, đã quá. Chép, chép, chép ú. Vô. Ê. Đây, đây nè cái nhà. Nha cả nhà ơi. Quá trời nó ú luôn. Đây nè cả nhà. Trời ơi nó ú. Ôi ôi nó đã. Ú ú à. Vô rộng cá dính dính cái nhà chỗ chép chép nữa chép. Ôi ôi chạy, ôi ôi chạy quá, chạy quá. Ôi không cần, ôi ôi trời trời. Ôi ôi trời trời. Ôi 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 đứt thẻo cả nhà ơi. Rồi luôn. Rồi đứt dây luôn. Rồi bự. Quá trời chép to luôn. Rồi uổng quá trời. Rồi làm bậy nha. Họ tìm chép bắt đầu nó lên nè cả nhà. Mình thấy nó ụt, nó ủ với tim quá trời kìa. Bãi này rất là đẹp, cá lại nhiều nữa. Ngồi trên này mình câu thoải mái luôn. Nếu mà tới mà hết cái nước gông á, mình đi đánh máy cũng được. Ở đây nước chảy ra chảy vô, mình câu cá cha, cá trôi rồi, chim. Còn mấy con nước kém này thì mình tranh thủ mình câu đài nha. Ngày mai thì mình câu được một bữa nữa. Nước nó im, nó đứng 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 vậy. Nãy giờ quá trời chép luôn, xảy con cái nó sừng lại nha cả nhà. Đánh thiên nhiên cả nhà cố gắng cứ đánh là cho nó lên nha, chứ mà xảy là cá nó nhát. Nãy nó ăn liên tục lia lịa luôn mà xảy con bự đó cái nó chậm lại một xíu rồi. Giờ mình xả mồi chút xíu rồi giờ nó đang vô lại nha cả nhà. Rồi tranh thủ mình đánh, cũng giờ nước cũng đang lớn á.
nước nó đang lớn thì cá sẽ vô nó đi theo bầy nó ăn, nên tranh thủ đánh. Nước đứng thì nó sẽ không ăn nha, cứ chảy ghiêu ghiêu thì nó ăn mạnh, mà nước nó đứng lại thì nó hơi chậm xíu. Con soi tim nữa nha. Đó, 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 rồi rồi lên. Ê, ê, nữa rồi con gì đây. Ê. Ôi ôi trời hả. Ôi này dây ni lông nha cả nhà, chứ không phải dây VE. Cần lớn mình mới chơi VE. Trời ôi, cố lên con gì đây. Ôi quá rồi. Cố lên cho lên mặt nước. Bây giờ chưa thấy mặt luôn. Bây giờ đánh tay phải, mỏi tay quá. Bây giờ nó cong cần cả nhà. Trời con gì vậy. Chép. Ôi dạ. Ôi thiên nhiên chạy xuống. Có bị lớn đây mà chạy gì đó. Nửa ký à. Ôi dạ. Đã. Sướng đây nha. Ôi chép. Sướng tê người. Đại cần của mình cần go phi. Đánh nhẹ. Ô mập quá. Quá thì to luôn. Con này chắc cần nửa ký á. 4 lạng tới nửa ký á. Ôi. Tại mình đánh dây thẻo nhỏ nên không dám cương nha. Chứ gặp dây BE cái cần lớn ở ngoài thì mình cương rồi. Ở ngoài thiên nhiên mà con mà chừng 2 ký là nó chạy khủng khiếp lắm cả nhà. Đây. Thành quả này cả nhà ơi. Ôi nó to nè. Ồ quá đã. Chạy sướng tay luôn. Con này chắc 4 lạng đến nửa ký à. Rồi, câu tiếp tranh thủ cả nhà ơi. Góc bên đó thì câu nó nước nó yên tĩnh nha. Mình câu nó dễ hơn. Còn bên đây nước chảy mạnh nhưng mà cá nó lại nhiều nha. Bên kia mình qua mình ngồi chút xíu mình tranh thủ mình ăn trưa rồi câu cũng được một con cá chim cũng to. Rồi cái nước nó yên cái mình chạy ngược về đây mình câu nha. Tại bên đây cá thì nó nhiều. Ghê thiệt, hai phát luôn, ăn trên tay luôn. Cá ngoài sông luôn bất ngờ nha cả nhà. Lúc không ăn thì im ru, lúc mà ăn là im nhiệt. Dục xuống là rút, dục xuống là nó lôi mồi liền. Mình thấy tim nó vô nữa rồi kìa. Chép nữa quá. Rồi nó ụt kìa, ghê chưa. Mình mới xả mồi thêm cái nó vô tim. Dính rồi. Chê quá. Con gì á, chê. Trời ơi. Thấy nghi rồi. Ây da, chê nha cả nhà. Nãy giờ chưa có, bây giờ có luôn. Cho nó đủ đội. Đó, em chê một ú. Rồi, vô cộng. Ý, lên. Ê, trời. Con gì vậy? Trời ơi, chép. Trời ơi, kéo, ghê chưa? Ôi da, vô.
chép nè cả nhà. Con này cũng khá đẹp nha. Cá này ăn cả nhà. Đó, 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 đó. Còn kéo. Đó, lên. Lên lên. Ô, chép. Chép nữa cả nhà ơi. Ê da. Có chút xíu à. Cái con này mình phải nương nương nha. Không nương là nó dễ bong lắm. Ồ, chép bên này ú ú không. Đây. Ú nu rồi. À, vô gồng. Lên nữa cả nhà. Trời ơi. Ôi ơi. Ê da, chê. Dính kiểu này rồi sao kêu sảy. Ở ngoài nó bó cái miệng. Xíu nó sảy luôn. Tự vuột luôn. Quắn. Trời ơi. Chê được đó. Chê quắn ổ rồi. Rồi, ở đây dính được goofy luôn đó nha. Đây, em goofy nè, mặt ú. Ở đây vậy mà cũng có goofy luôn nha. Đây đúng là đủ thể loại luôn. Cá gì cũng có hết. Dính cá chép luôn đó nhà ơi. Rồi. Trời ơi. Lên chép luôn nè. Sốc luôn. Sốc luôn mới ghê chứ. Trời ơi, em xui rồi. Su cà na cho em rồi. Sốc luôn. Ôi, chim cả nhà ơi. Gãy cán. Giờ gãy cán nữa. Ê, bập bập là tiêu. Chết rồi, mới thâu lại luôn. Ôi, bữa nay được hai con chim. Ê, rồi rồi. Ê, hên. Trời ơi, xíu nè. Hên vậy. Vượt lưỡi ra rồi. Lăn xuống mà hên. Vậy là số này xui rồi. Số bị bắt rồi. Xíu nó xảy luôn. Ồ, con chim. Con này chắc nửa ký à. Không vậy. Tầm nửa ký. Rồi, số xui. Xíu nữa là sảy em rồi. Ồ, đây, chim rồi cả nhà. Xíu nữa sảy, gớt xong hình xúc lại được. Rồi cũng kết thúc ngày câu cả nhà. Tối rồi, về. Rồi để mình sẽ cho cả nhà xem thành quả hôm nay nha. Rồi giờ, không nào. Dài quá kéo lên không nổi. Ê. Đây được nhiêu. Xảy hết hai con, một con đứt thẻo với con sáng sớm là ra khay cần mà bị vuột. Bạn anh lấy ăn không, lấy chim bự nè.
Thôi giờ để mình thả lại luôn nha. Chắc được mười mấy con chép rồi, mè quá trời mè luôn, bữa nay mè nhiều. Chim bự bự không? Thả luôn. Chắc nhiêu đây, chắc tầm 4 kg quá ta. Có đó không? Chắc có 4 kg. Dạ. Nói hai con chim không rồi. Chim mấy rồi? À, cái bãi này rất là đẹp nha cả nhà. Nó thông với cái kênh Sơn Cá. Rồi Hưng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Thì cả nhà xem video thấy hay nhớ đăng ký like ủng hộ Hưng nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.